I'm recording. Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm A, Thánh lễ trong ngày. Bài đọc của Thánh lễ trong ngày. Bài đọc 1. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ vì mọi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Kepta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt, bỡ ngỡ nói với nhau rằng: Thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 103. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thân Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thượng Đế của con, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài. Địa cầu đầy rẫy loài thụ tạo của Ngài. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Ngài trút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Nguyện vinh quang Chúa con tới muôn đời, nguyện cho Chúa hồn hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui, phần con sẽ hân hoan trong Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Bài đọc 2. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh chị em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích.
cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể. Cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một thánh thần. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống trăn nhập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.